Vậy thưa bác, nếu như trong bóng đá chúng ta có một cái vị huấn viên cực kỳ đặc biệt, đó là ngài Mr. Special, thì trong ngành điện chúng ta có một cái đèn bi cũng vô cùng đặc biệt, đó chính là M1 Special các nhá. Phải công nhận một điều là năm 2024 thì khách hàng được hưởng lợi rất là nhiều các bạn. Bởi vì trong cái phân khúc của bộ đèn bi M1 Special này thì thực tế là bây giờ các bác được sở hữu một đèn bi nó quá là ngon trong phân khúc đi. Nếu như trước kia năm 2023 đổ về thì với phân khúc đèn như này thì chúng ta sẽ không thể có một cái bộ đèn có chip LED Osram và số chip LED là 12+2, công suất cốt là 60W và công suất pha là 70W. Cũng như một điều đó là nhiệt màu của bộ đèn bi này là 4800 các nhá, quá là ngon trong phân khúc của nó. Chúng ta cùng xét đến cái ngoại hình của M1 Special. Thì M1 Special của chúng ta sẽ mang cái thiết kế đuôi nó là đuôi vuông các nhá. Đây là một cái thiết kế nó cũng hơi đáng tiếc một tí xíu, giá như mà nó có cái đuôi xoáy thì có vẻ là có lẽ là hoàn hảo hơn. Tuy nhiên là với công suất của nó là 70W thì cái đuôi xoáy của chúng ta, cái tản nhiệt của nó sẽ không thể nào mà đáp ứng được. Chính vì thế đuôi vuông nó cũng là một cái gì đấy là tất yếu rồi, hơi đáng tiếc một tí xíu. Trong khi đó thì cái lúp của cái M1 Special này chúng ta có một cái len của nó là len màu xanh ánh tím, khá là quen thuộc. Ta sẽ cùng nhau test thử bộ đèn bi M1 Special ở ngoài điều kiện thực tế ngoài đường đây các nhá. Hiện tại là chúng ta đang để chế độ đèn cốt này với cái nhiệt màu của nó là 4800 các bạn. Thì cảm giác chúng ta quan sát được dưới mặt đường của nó vô cùng là vàng. Cái ánh sáng này thì có lẽ là cực kỳ là bám đường rồi các bạn. Có lẽ là trong video thì em thấy ở trên màn hình, qua màn hình máy quay của em thì nó sẽ không được vàng lắm đâu. Tuy nhiên là ở ngoài đường thực tế mắt chúng ta nhìn thấy thì cực kỳ là vàng các bạn. Có chip LED Osram mà các bác, số chip LED là 12+2, quá là ngon trong cái phân khúc của nó rồi các bạn. Hiện tại thì em đang bật cả hai đèn lên đây thì các bác thể quan sát thực tế đây. Còn về cái độ rộng của đèn cốt trong bộ đèn bi này thì cái làn đường của chúng ta hiện tại có lẽ là nó phải rộng đến khoảng tầm 10m đấy các bác. Thì nó phủ kín luôn cả hai bên vệ cỏ luôn các nhá. Đây các bác thể quan sát này. Từ bên phải nó kéo dài sang bên trái, nó tràn luôn ra cả hai bên ngoài luôn các bạn. Và với cái điều kiện ánh sáng như thế này thì quá là an toàn để các bác khi gì. Nhưng mà để xét đến bộ bi LED này, chế độ cốt của nó chính là cái chế độ đường cắt các bạn. Để chúng ta xem cái đường cắt của nó nhá. Cái đường cắt của những cái bộ bi M1 cũng như GTR hiện tại thì có lẽ là nó sẽ cũng tương đồng nhau thôi. Chúng ta sẽ cùng xem đường cắt nào. Đường cắt của nó cũng khá là sắc nét đây chứ đúng không các bác? Theo nhà sản xuất công bố thì cái đèn bi LED M1 Special này có tầm chiếu xa là 800m. Thì chúng ta sẽ xem chế độ đèn pha của nó các nhá. Chúng ta sẽ lên thêm hai chip LED nữa xem nó sẽ như nào. Đương nhiên là bộ đèn bi này của chúng ta có trợ pha rồi các bác. Rất là ngon đúng không? Cái tâm ở giữa thì chúng ta có một cái tâm vàng. Thực tế là chúng ta mọi khi test ở trên bản thì cũng thấy cái tâm này và ra đường thì thấy cực kỳ là rõ các bác ạ. Lên đèn pha thì đương nhiên là nó sẽ chiếu xa hơn khá là nhiều so với đèn cốt. Chúng ta có thể xem cuối đường. Các bạn có thể quan sát đây, rất là rõ đúng không ạ? Cực kỳ là sắc nét với một cái bộ đèn bi như thế này. Quá ngon. Từ chung lại thì M1 Special là một cái bộ đèn bi quá ngon trong phân khúc của nó các bạn. Ánh sáng nó ra cực kỳ là mịn và có cả chip LED Osram, số chip LED 12+2. Cực kỳ là xứng đáng với đồng tiền bát gạo các nhá. Thì trên đây là clip của em chia sẻ nhanh về bộ đèn bi LED M1 Special. Nếu có nhu cầu đặt cũng như cần tư vấn gì thì xin mời các bác liên hệ qua số hotline của các em. Thì video ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây thôi các bạn. Em xin cảm ơn các bác.